anh em với nhau. Nếu mà đụng nhau trên chiến trường thì nổ súng thì cũng nó là cái chuyện cực chân đá thôi. Ừ. Xin kính chào quý vị và các bạn. Vâng, lâu lắm rồi thì hôm nay chúng ta lại mới liên hệ. Sau cuộc hành quân cùng với các cựu chiến binh của đại đội 2 đi Campuchia về thì tình hình sức khỏe không được ổn lắm, cho nên chúng ta cũng tạm xa nhau. Và có một cái thời gian khá dài, hơn một tháng anh nhỉ. Thì từ việc phải có những cái dọc đọc kế và một số những cái thay đổi ở trên kênh, có thể nói là một cái sự khiến cho thói quen của khán giả bị thay đổi, và vì vậy mà có rất là nhiều những phản ứng. Thực ra thì Hải Yến cũng rất là muốn lên kênh từ ngay từ khi có thể, nhưng mà tình hình sức khỏe anh không ạ, thành ra em cũng rất là muốn lên giống như là một cái sự để cho bà con yên lòng ấy, nhưng mà thực sự là không thể cố gắng được. Thế và hôm nay trong một cái ngày nắng rất to, tôi có mặt tại Tam Kỳ, và buổi nói chuyện hôm nay của chúng tôi thì nhân vật của chúng ta cũng không phải là những người xa lạ. Tôi xin được trân trọng giới thiệu, ngồi bên cạnh tôi bên tay trái đây là chú Lê Duy Ninh, người mà chúng ta đã từng quen biết, một cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa. Và video của chú Lê Duy Ninh cũng được gặp được rất là nhiều tình cảm của khán giả dành cho chú Ninh. Và hiện nay thì cuộc sống của gia đình ổn định, và con cháu thì gọi là phương trưởng chú Ninh nhỉ. Dạ. Cùng với chúng tôi hôm nay còn có ông Phạm Thông. Vâng, gọi là ông Phạm Thông cho lịch sự, tôi vẫn gọi bằng anh ạ. Dạ. Có anh Phạm Thông. Phạm Thông thì là một nhà văn, và quân nhân Việt Nam thì biết đến Phạm Thông với tác phẩm của anh trước khi biết con người thật của anh. Và chúng ta thì cũng đã gặp Phạm Thông trong nhân vật của quân nhân Việt Nam, đó là cái tử ngụy, một cái vấn đề mà cái thời đấy, ngày đấy, cách đây có lẽ cũng phải 2 năm rồi, rất là nổi cộng. Và bây giờ thì một cái hữu duyên chúng ta lại gặp lại nhau. Và câu chuyện với những người dân miền Trung này ở tại Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam thì cũng là vấn đề rất là nổi cộng. Và nhưng không phải là nó chỉ nổi cộng ở trên cái kênh Win Win mấy ngày vừa qua, mà nó còn nổi cộng cả trong xã hội nữa. Vâng, cũng xin giới thiệu với quý vị và các bạn, cả hai người bạn của tôi đây, hai người bạn lớn tuổi của tôi thì đều là những cái Facebooker khá nổi tiếng đấy ạ. Và cũng có những cái bài viết rất là sắc bén, những cái cuộc tranh luận. Và hôm nay tôi mời hai khách mời đến đây là muốn tìm hiểu về câu chuyện, một câu chuyện mà đang gây rất là nhiều gọi là phản ứng, có lẽ là phản ứng mạnh mẽ từ trước đến nay ở trên kênh Win Win Việt Nam. Đây là một cái đợt phản ứng mà chưa từng bao giờ có nhiều những cái lời của những người Việt Nam sống trong nước, và đặc biệt là họ cũng rất yêu quý Win Win Việt Nam, nhưng lại lên tiếng phản ứng và đề nghị là phải gỡ bài, hoặc là họ kêu gọi tẩy chay. Và đó là một cái phản ứng mà như tôi đã chia sẻ với các bạn là chúng tôi vừa rất mừng nhưng cũng rất là lo thì không phải là lo bà con tẩy chay đâu anh em ạ. À, anh Thông ạ. Cái chuyện tẩy chay hay không tẩy chay thì nó là cái cách của bà con bây giờ thôi, nên cái đó không phải là cái đáng lo. Và bây giờ thì trước khi vào, anh với cả chú có muốn nói trước một cái gì không, hay để mình vào đề luôn ạ? Cũng không có cái gì. Dạ. Anh có thể nói trước chứ. À dạ vâng, xin mời anh. Xin thưa cô Hải, là tôi và Lê Duy Ninh là đã từng gặp cô. Dạ. Và cũng đã từng có những clip trên mạng, trên YouTube. Và tôi xin nói lại, tức là anh Lê Duy Ninh năm nay là 83 tuổi. Dạ.
tức là Tú Sứu, sinh năm 1937. Cái tuổi của anh Lê Duy Ninh là cái tuổi nối tiếp giữa kháng chiến chống Pháp và thời kỳ Mỹ Diệm chống Mỹ. Và anh Lê Duy Ninh là cái tuổi mà khi mà Ngô Đình Diệm đến đây thì anh nằm trong cái tuổi lính, phải đi lính cho Việt Nam Cộng Hòa. Cho nên anh Lê Duy Ninh là người lính trong chế độ cũ. Mà có thể là ảnh cũng nói là ảnh là lính ngụy đó, nó lính ngụy. Và tôi với anh Ninh từ khi thời bao cấp mà tôi làm giám đốc công ty dịch vụ chăn nuôi thành phố Tam Kỳ, thị xã Tam Kỳ, dịch vụ chăn nuôi thôi, thị xã Tam Kỳ, thì anh Ninh hồi đó là anh cũng hoạt động cửa hàng, làm cửa hàng trưởng ở phường. Và anh Ninh là người có trình độ mà sẽ được mời làm. Đồng thời anh Ninh đó là anh là nuôi gà, anh là người nông dân nhưng mà có học. Cho nên anh nuôi gà trước rất là sớm, nuôi gà nuôi vịt, anh chuyên về chăn nuôi nhiều hơn. Và cái nó nhẹ, và hồi đó cũng như cũng được cũng nhiều tiền cải thiện tại bộ cấp, thì anh hai đến tôi để mua thuốc thôi. Và vừa rồi cách đây 4-5 năm thì anh đã gặp tôi, anh nghe mà tôi là Phạm Thông, nhưng mà anh lại nói hồi trước có cái chàng Phạm Thông nào đó, nó đi học ở Bulgaria về, và nó cũng làm giám đốc thuê, và tôi hay đến đó để mua thuốc, và tôi rất là quen, và là thời gian đến 30-40 năm, cho nên là hai anh em cũng lại không gặp. Thì anh nói thằng Gia đã được lắm, thế nên chính tôi đây. Và chúng tôi từ đó đến nay là khoảng 4-5 năm nay là chúng tôi rất là thân nhau, coi nhau như anh em, tôi coi anh Ninh như anh tôi. Và có gì thì tôi cũng hay chạy lên chạy xuống nhà, tôi và anh Trần Xuân Quang cũng vậy. Tức là rất là thân với anh. Và chúng tôi rất là hòa hợp, chúng tôi rất là thương nhau, chúng tôi thông cảm nhau, có thể chúng tôi nói những chuyện mà có khi là gọi là những người bên thắng cuộc, nhưng bên tôi đó tôi không nói, nhưng mà tôi lại nói với anh Ninh. Cho nên hôm nay chúng tôi rất là thân nhau. Em hỏi anh cái này chút. Hôm trước em trong buổi nói chuyện với chú Linh thì không hiểu là sao chú Linh không nói, bây giờ anh nói em mới biết chú Linh là cửa hàng trưởng ạ. Có làm cửa hàng trưởng chứ. Chú trưởng nghiệp sau năm 75. Thương nghiệp sau năm 75. Thì là lúc bây giờ là ở cái phường tôi là cũng không có người nào làm, tôi các anh mời tôi ra làm. Thì ra tôi làm thời gian đó thì tôi cũng nói chung là công việc làm thì cũng tốt thôi, nhưng mà rồi giờ tôi thì tôi thấy tôi cũng lớn tuổi, với lại hơn nữa là mình làm lâu con cái đông quá, làm mà hy sinh thì không thể mà nuôi con được. Cho nên sau đó là tôi xin nghỉ. Xin nghỉ về chăn nuôi, cầm xin nghỉ về làm nhà đấy để mới có cho con, chứ làm bu gan mãi là chết. Và lúc vào hợp tác xã thì cái việc chăn nuôi là nó nhẹ nhàng, nó không có nó nặng nề như cái mà phải đi cày đi cuốc cái này khác. Và lại tôi cũng yếu cho nên tôi cũng chẳng có đi làm mấy việc đó được đâu. Thì nhà thì tôi cũng lợi dụng ở một cái chỗ là mình đông con, cho nên mình chăn nuôi, ví dụ như vịt đó là tôi nuôi cái, hồi đó tôi nuôi một lần là 1.000 con. Có điều kiện, số lượng là nhiều, có đồng ruộng. Và chỗ anh Thông nó là nó hỗ trợ về cái thuốc thuê, mà nó rất tốt đó. Và tôi cũng theo đúng các cái quy trình của thuê, cho nên thành ra, nhưng mà thực ra thì đến khi mà nó bệnh thì mình cũng khó mà giải quyết cho được. Tức là mình phải là cái quy trình của nó là phải hết sức nghiêm ngặt, nhưng mà đến khi mà gặp những cái bệnh mà nó lây lan cả một cái vùng, dịch tá vịt, dịch tá vịt cái nhanh lắm, cũng phải chịu chấp nhận theo với người khác, cũng dịch tá vịt là cái nhanh. Cái chăn nuôi thì thông thường là nó may rủi ro nhiều. Vâng, cảm ơn chú. Thêm một tí nữa về anh Ninh. Dạ. Tôi rất là thích nói về anh Ninh. Anh Ninh á là
anh làm ở trong chế độ cũ á, mà khi câu chuyện là anh nói với tôi khi mà quân giải phóng về á, quân giải phóng ngày 24/3 quân giải phóng từ trên toàn xuống, và anh cũng biết trước rồi, anh cũng có bà con, người bà con ở đâu trên phía trên vùng đây là anh cũng biết trước mấy ngày, anh nhất định là giải phóng Thiên Phước là sẽ đây nè, Thiên Phước cách đây 2 cây số quấn toàn xuống nhận, cho nên là anh nên anh bảo có thể là anh không nhớ anh nói anh khi mà quân giải phóng vào thì ở phường Hòa Hương của anh có nhiều người cũng cách ly, có cái nguồn gốc cách mạng ở cách ly trẻ hơn anh, sinh năm 48, 47 rồi. Về cái tiếp thu là bỏ Ninh, là mấy anh ấy bữa Ninh là lên xe chạy đi để lo cho đồng bào, phải là binh đính ngụy là ra đầu hàng, là trình diện. Thì anh Ninh là bởi vì họ tin tưởng anh Ninh, mà anh Ninh cũng có người có ăn nói được, mà người mà phía bên kia phía bên ngụy nữa cũng có máu mạc, ảnh là người có văn hóa, tức là và tin, nhưng mà ảnh là người có văn hóa, ảnh người có học, cho nên ảnh nói được. Thế là bảo anh này nói, thì anh nói thôi cho tôi không nói, vì nó thực ra là bữa hôm tôi thì rất là có cảm tình với cách mạng, và cha mẹ tôi và rồi bà dòng họ tôi đều theo cách mạng cả, nhưng mà tôi mới làm với họ hôm qua, cho nên bữa nay là tôi lên tôi nói là tôi dị tôi không nói được. Tự nhiên bữa hôm qua mình mới là người của chế độ Sài Gòn của Thiệu, bây giờ mình lên xe mình kêu gọi là tôi dị tôi không nói được. Chính cái ý tứ đó tôi rất trọng anh, tôi rất trọng anh không nói là tôi là trọng. Cho nên là thế đó, đúng không anh? Ê, câu chuyện nó vậy không? Tôi nghĩ rằng cái cuộc chiến nó không có lối thoát, cho nên thành ra mình anh em với nhau, nếu mà đụng nhau trên chiến trường thì nổ súng thì cũng nó là cái chuyện cực chẳng đã thôi. Đó, cho nên thành, nhưng mà là tôi cũng rất là thấy là cái cuộc kháng chiến nó lâu dài mà nó đi đến kết thúc, là chính tôi là người mừng, bởi vì thì ở nhà tôi đó có cụ tôi chỉ có 2 người con trai thôi, mà 2 người cũng đều bị thương tật hết, cho nên thành ra các cụ là các cụ lo ghê lắm đó, mà bây giờ mình nghe được hòa bình thì nó quá sướng rồi. Lúc bây giờ thì không có nói đến tôi, thì tôi thật sự đó là tôi có rất nhiều bạn bè đi ra ngoài Bắc, nhưng mà tôi cũng không bao giờ tôi nghĩ là mình nói cái gì, nhưng mà có cái là cái mà mình vui vẻ nhất đó là đất nước được thống nhất, hòa bình, anh em bên nọ bên kia ta bắt tay nhau để rồi cùng nhau xây dựng đất nước đó. Thì cái điều tôi nghĩ lúc bây giờ là như thế, chứ còn những cái vấn đề mà nó to lớn, nó cao xa thì tôi không nghĩ tới. Cháu cảm ơn chú. Chú ơi, cái ngày đấy khi mà chú đi lính Cộng Hòa thì chú ở cái lực lượng nào của chú? Tôi ở cái địa phương quân Quảng Ngãi đó. Địa phương quân Quảng Ngãi. Vì tôi chọn cái đó là chỗ là dễ đi dễ về. Thường thường là tôi ở trong đó, nếu mà tôi muốn về ngoài này thì tôi đi, chỉ tôi có cái xe đam, thế thì tôi đi độ chừng 2 tiếng là tới nhà thôi. Đó. Rồi còn là về thăm nhà xong thì đi trở lại đơn vị thì cũng 2 tiếng. Vậy đó. Tức là mình được chọn này chú? Được chọn. Cái này tôi cũng có nói lần trước là như là có cái là ở trong khi mà ở quân trường á là tôi cái điểm nó cao, cho nên thành ra tôi được muốn chọn đâu thì chọn. Quân trường nào mà nào về văn hóa tốt mà. Quân trường có nghĩa là huấn luyện đấy. Huấn luyện đó, quân trường là huấn luyện. Cháu cảm ơn chú. Thưa với chú và anh, cái buổi hôm nay thì cũng như là ban đầu Hải Yến có đặt vấn đề, xin mời chú và anh có ý kiến về một cái chủ đề. Vâng, đó chính là một cái khi mà phải nói cho nó có đầu có đuôi.
khi mà Quân Viên Việt Nam phát cái hồi ký của Đại tướng Võ Nguyên Giáp tổng hành dinh trong mùa xuân toàn thắng, thì trong đó Đại tướng có một cái ý nói rằng là sau cái trận Thường Đức, rồi đặc biệt là sau cái trận sau cái sự kiện Tống Lê Chân mà cả một cái tiểu đoàn rút chạy, thì trong cái báo cáo về những cái điều đó thì những người làm kế hoạch của cái cuộc kháng chiến của mình ấy thì mới thấy rằng là một cái thời cơ nó đã đến. Em cũng rất là ngạc nhiên là chỉ là một cái trận nhỏ thôi, một cái tiểu đoàn mà nó bỏ chạy, nó rút chạy khỏi căn cứ của nó, nhưng mà mình thì lại cái người mà làm cái gọi là các tác giả của các cái chiến lược ấy thì lại nhận thấy rằng là thời cơ đánh lớn có thể là đã đến rồi. Cho nên em mới tìm hiểu về cái Tống Lê Chân. Và trong quá trình tìm hiểu về Tống Lê Chân thì em có thấy một cái hồi ký của một cái ông tên là ông Trần Đỗ Cẩm. Ông này thì chắc là Việt Nam Cộng Hòa. Thật đầu thì em nghĩ đó là một cái hồi ký, nhưng mà đến khi mà đọc thì em biết không phải hồi ký, bởi vì ông không tham gia vào cái trận ấy. Nhưng mà nó cũng là một cái cách viết. Thì em cũng có một cái suy nghĩ là bởi vì thế này, cái bài viết nó cũng rất là, nó cũng khá là, có lẽ là như thế này, để cho cái ý kiến cá nhân của anh ấy, nó, cho nên em sẽ không nói thành giống như định hướng, để cho anh có cái ý kiến cá nhân của anh. Thì em quyết định là phát cái bài viết của cái tác giả Trần Đỗ Cẩm ấy trên kênh. Và thực ra là cũng có một cái sơ suất, tức là trong đấy thì có một vài cái từ nhạy cảm, nhẽ ra thì mình nên lược nó đi. Nhưng bởi vì nếu như thông thường hồi ký của anh em mình viết thì ban biên tập rất kỹ lưỡng trong những cái, đặc biệt là kể cả những cái mà khi nói về quá khứ dễ làm tổn thương thì sẽ có những cái biên tập nó cẩn thận. Nhưng trong cái này thì bây giờ em cũng không nghĩ là, em cũng không biết là như thế, em làm như thế thì là mình có sai lầm hay không. Bởi vì em muốn giữ nguyên như vậy để cho cái cảm giác của cái người nghe, khi mình nghe như vậy, để mình có một cái cảm giác để mình dùng, khi mình dùng để nói cho người khác nghe. Cho nên là em đã khi như vậy thì cái phản ứng của khán giả rất là lớn. Nhưng thôi, mình bỏ qua những cái đó đi. Những cái gọi là tình cảm của tác giả, rồi các cái từ ngữ nhạy cảm vân vân, mình bỏ qua đi. Thì em muốn hỏi anh là, một là anh có biết về cái Tống Lê Chân hay không, và thứ hai nữa là cái quan điểm của anh như thế nào về cái, em nghĩ rằng đó là một cái bài viết tuyên truyền thôi. Và cái tuyên truyền như thế thì họ viết như vậy, có thể trước đây nó phản tác dụng, bởi vì rõ ràng nếu mà nó có tác dụng thì người ta đã, thì là vừa nãy anh vừa nói mình là người thắng cuộc mà, thì có lẽ là mình không thắng cuộc được. Thế nhưng mà rõ ràng là cái cách tuyên truyền đó của họ, em cho là nó đã không, gọi là không đạt yêu cầu. Vâng. Nhưng đến bây giờ thì cái tác dụng của nó có lẽ cần phải xem xét, bởi vì những người bây giờ họ lại không biết như anh em mình, những người bây giờ họ không, thế thì lùi cả 40 năm rồi, 45 năm đấy, họ không biết gì cả, nhưng họ lại thấy một cái bài viết hào hùng như thế. Một cái tiểu đoàn mà bị tới 3 sư đoàn bao vây, mà cuối cùng là chịu được tới 17 tháng thì thực sự là cũng là một vấn đề đáng phải xem xét. Và trong khi đấy thì như phía em tìm đến với cái trận đấy thì em muốn tác giả, em muốn là khán giả của em nhìn nhận được theo góc nhìn của đại tướng nhìn. Nhưng thật là đáng tiếc là khán giả thì lại không nhìn theo góc đó. Bây giờ em muốn là anh với cả chú thì có quan điểm như thế nào về cái bài viết đấy và nhìn nhận như thế nào về nó? Chú nói trước hay anh nói trước? Cái đó là tôi đọc bộ. Cho nên anh rất tương tác. Tôi sẽ nói mà anh Linh là người bạn tôi bây giờ. Nhưng mà trước đây là anh Linh
là người bên phía bên kia, tức là phía bên kia bằng bằng hình thức thôi, dạ, chứ trong lòng chưa chắc là phía bên kia, dạ, nhưng mà anh nên biết nhiều về phía bên kia, dạ. Cho nên khi tôi nói là anh nên chứng kiến là tôi nói thật hay là không thật. À anh ơi, anh phải nói chậm là một và nói rõ là hai nhé. Dạ, dạ. Vâng, tiếng Quảng Nam hơi khó nghe đấy. Cái thứ nhất là ngay bản thân là ở trong bài đó có những cái thế này, ví dụ nó họ nói miền Bắc, Bắc Việt xâm lược miền Nam, dạ, cái đó là tôi đã nói lần trước rồi, tôi đã, cái đó là một cái mà cái lý luận mà dễ bác nhất, dễ nói là không đúng nhất, dạ, tức là miền Bắc không thể là một lực lượng xâm lược miền Nam, mà miền Bắc với miền Nam là một dân tộc, dạ, miền Bắc thống nhất, miền Bắc cùng với nhân dân miền Nam hỗ trợ cho nhân dân miền Nam để đánh đuổi Mỹ gì, Mỹ Ngụy, Mỹ Thiệu ra khỏi đất nước, Mỹ thì ra khỏi đất nước, còn Ngụy là phải nhờ để thống nhất đất nước. Dạ. Đó là ý nguyện của dân tộc này, dạ, ý nguyện của nhân dân miền Nam, và chậm nữa tôi sẽ nói kỹ cái này, dạ, chứ không phải là miền Bắc xâm lược miền Nam được. Dạ. Cuộc cách mạng này, cuộc cách mạng thống nhất đất nước này là dân miền Nam đứng lên trước, và người miền Bắc ruột thịt và người miền Nam tập kết cho miền Bắc trở lại miền Nam cùng nhau hỗ trợ, để cùng nhau là một, cái vào hỗ trợ thì cùng là một, tại cuộc kháng chiến này là cuộc chiến của toàn dân tộc để đánh đuổi quân xâm lược Mỹ và lật đổ cái chế độ ngụy quyền Sài Gòn, tại sao để thống nhất đất nước, để độc lập dân tộc. Thì cái đó thì dễ phản biện và dễ nói là trong đó là họ dùng cái từ nó là sai. Dạ. Cái thứ hai là bảo là ba sư đoàn, dạ, để vay một cái tiểu đoàn biệt động quân, dạ, là Tống Lê Chân, dạ, mà cái Tống Lê Chân này nó cách xa Sài Gòn, nó ở gần biên giới, dạ, Tống Lê Sáp, Tống Lê Chân, Tống Lê là dòng sông đó, là suối, thì nó không thể nào đúng. Quân giải phóng miền Nam, mà quân giải phóng miền Nam và bộ đội của Hồ là một cái đã trường kỳ kháng chiến trên 30 năm và người có đánh kinh nghiệm đánh giặc nhất, và quân số của Việt Nam, của quân giải phóng không nhiều để dùng ba cái sư đoàn để bao vây một tiểu đoàn, không bao giờ. Chiến tranh nhân dân, quân giải phóng là thường là lấy ít đánh nhiều, nhưng mà công đồng thì có thể lực lượng cao hơn. Một tiểu đoàn bên này muốn tiêu diệt gọn và đánh chủ động, có thể dùng một trung đoàn, để bao vây, để bức rút, mà không phải bao vây bằng lực lượng chính quy đâu. Bao vây bàn chiến tranh nhân dân, nhiều đồng địch đã bị du kích, bao vây cả hàng tháng trời, năm trời và phải bức rút. Những tay súng du kích to, bắn tỉa, những bộ đội ở miền Bắc là có đưa súng bắn tỉa, là súng bắn tỉa đó, là súng trường của Hungary hay gì đó, bắn ở xa một vài cái số bắn được. Cho nên bức rút có nhiều cách. Quân giải phóng không bao giờ dùng ba tiểu đoàn mà lãng phí như vậy được, khoảng mấy, bởi vì chiến trường nó cần thiết cho quân giải phóng ở nhiều nơi, nhất là ở Nam Bộ, là ở Tây Ninh, rồi ở sông Bá, ở Bà Rịa Vũng Tàu, rồi miền Tây Nam Bộ, quân mình đâu có nhiều, quân bây giờ bán đâu có nhiều mà dùng ba sư đoàn, mà cộng sản quân Việt Cộng rất giỏi, họ không dạy như thế đâu. Mà chính tôi là người trong cuộc mà tôi biết, yeah. Thế thì cái đó là một cái mà nói sai, và nói là để cường điệu lên, để ta đây là anh hùng, ta đây là ngon, để rồi là ba sư đoàn mà bao vây một tiểu đoàn, tức là lực lượng bằng mấy chục lần. Một tiểu đoàn là trung đoàn là ba tiểu đoàn, sư đoàn là
9 tiểu đoàn, mà có thể nhiều sư đoàn là có những đơn vị độc lập nữa, có thể là gấp mười mấy lần một tiểu đoàn, mà 3 sư đoàn gấp 30 lần, không có như thế đâu. Rồi. Và chúng ta thấy là, ngay từ thời Pháp thuộc, ngay từ thời kháng chiến Mộc, quân Pháp nó đóng ở Điện Biên Phủ. Nó đóng 20.000 quân, đầy đủ các binh chủng, nó đóng ở trên một cái chỗ rất là hiểm. Quân Việt Minh từ Việt Bắc, từ đồng bằng Bắc Bộ, từ Việt Bắc ở trên đó là rất là mỏng, trên đó là chỉ người dân tộc rất là ít thôi, còn rừng núi là rất vô cùng hiểm trở. Thì cái lực lượng cách mạng, lực lượng của Bác Hồ, của cuộc bộ đội của Hồ đó ở dưới phía Việt Bắc này, dưới ông Toàn Khu, dưới Việt Bắc, dưới Tây Nguyên, dưới Phú Thọ. Thế mà quân Pháp nó bảo là không, nó đóng đó là không thể nào lên được, bởi vô cùng hiểm trở. Bây giờ mình đi xa mà mình đi mình nhìn xuống là dễ sợ đâu, đèo Pha Đinh đó. Như đèo Pha Đinh đó. Thế mà quân Giải Phóng, mà hồi đó là mình còn rất là thô sơ, hồi kháng chiến một thô sơ lắm, không thua hồi chống Mỹ. Vì mình đã được Trung Quốc viện trợ một ít thôi, Liên Xô cũng rất ít, mà súng của mình là lái của tay đánh, rồi pháo là cũng rất là ít. Thế mà mình từ ở dưới Phú Thọ này mà mình lên trên đó có mấy trăm cây số với đường núi như vậy, dân công của mình có hàng vạn người đi lên, kéo hết là vũ khí, rồi lương thực, rồi đủ thứ nữa để lại đi bao vây Điện Biên Phủ, đánh được Điện Biên Phủ, bắt 16.000 tù binh. Tức là quân Giải Phóng này, quân bộ đội của Hồ nó giỏi lắm, giỏi cứ bao vây đánh công đồng, và mình bức được cái Điện Biên Phủ mà gọi là chấn động địa cầu. Tức là một sự kinh nghiệm trường trải chiến trường của bộ đội của Hồ là ghê gớm, ngay trong cái đánh Điện Biên Phủ đây. Còn sau này đánh Mỹ thì rất nhiều cái bài học thực tiễn mà sắp đến tôi sẽ nói chị nghe, có gì thì chị nói tiếp. Dạ. Trong cái bài viết ấy của tác giả Cẩm ấy, thì có một cái điều mà em cũng băn khoăn, đó là ông ấy nói là pháo mình nã ngày đêm, nghĩa là em tưởng tượng giống như là B-52 giải thảm ở Hà Nội. Thì điều đó em cũng rất là lạ, bởi vì từ cái bắt đầu cái đó là từ năm 72 đã bắt đầu khởi đánh của trong cái rồi 17 tháng mà. Rồi vượt qua năm 73 là qua cả cái Hiệp định Paris, là đúng cái thời điểm mà Hiệp định Paris là lại là thời điểm 73 thì lại là đánh căng thẳng ở đấy. Mà em nghĩ là không hiểu là cái căn cứ ấy, ví dụ như anh vừa nói là ở Điện Biên Phủ chẳng hạn, thì nó là cái trận quyết chiến, gọi là trận quyết chiến chiến lược, nghĩa là đánh cái trận đó thắng là thắng, mà thua là thua. Còn cái Tống Lê Chân này thì nó có cái ý nghĩa gì đâu mà từ mình... tôi sẽ nói cái này. Dạ. Đây em đang muốn nói cái này, cái đạn pháo ấy, trong khi mình thì là đạn pháo cái thời đấy cõng bằng gùi, các cô gái Sài Gòn đi tẻ đạn cái này đó. Kia đó, dạ, tôi sẽ nói là cõng đạn, anh có lẽ là cũng cõng đạn đấy, cái nói chắc anh biết tôi cảm đủ thôi. Dạ, em thì em chỉ nghe và đọc thôi, nhưng anh là người trong cuộc. Thì lấy đâu ra đạn để bắn nhiều đến như thế? Rồi đến khi mà như vừa rồi cái số 7 mới phát trong hồi ký của đại tướng, thì khi mà mình chuẩn bị cho cái kế hoạch chiến lược của năm 75-76 đến năm 75-76 nhé, tức là 75-75 kế hoạch nghĩ là 76 nhưng mà mình giải phóng sớm, kế hoạch là 75-76 và viết vào tháng 10 năm 74. Thì khi đó, vào cái hội nghị đấy, thì khi đó điều mà trăn trở nhất của lãnh đạo, lo lắng nhất của lãnh đạo là đạn pháo thiếu, cho nên là họ mới yêu cầu là phải tiết kiệm đạn, giữ đạn để dành cho cái chiến lược lớn. Rồi nữa là không có chiến xa, không có xe tăng, không có pháo, thì phải tập trung và lại còn phải giấu anh ạ, còn phải giấu để cho cái đó nó không biết. Tôi sẽ nói. Vâng. Thế nhưng trong cái bài này thì em lại thấy là đạn pháo thì bắn đêm ngày lên trên, có cả xe tăng, và
phòng không thì kín mít đến mức là máy bay mà tiếp tế của họ là không thể nào vào được. Và cụ thể là có rơi 13 chiếc hay sao đấy, tức là có bắn rơi máy bay nữa. Có chứ, có phòng không chứ. Đấy thì tôi nói với chị thế này nè, ở trong cái bài đó tôi nghe kỹ thì người ta muốn nói rằng cái tinh thần chiến đấu của lính Việt Nam Cộng Hòa nè, mà tôi gọi là ngụy đó, ngụy quân, họ bảo là họ dũng cảm và họ, nếu mà Mỹ không rút, Mỹ tiếp tục viện trợ rất là nhiều cho họ thì họ có thể đánh bật cộng sản, gọi là quân giải phóng. Quân giải phóng là không thể nói như Nguyễn Văn Thị nó thì nó là Mỹ để cho Việt Cộng vào Sài Gòn ăn bắp phở, trách Mỹ, chửi Mỹ. Vì Mỹ hồi đó là Bác Hồ nó là đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào, thì Mỹ rút năm 73 thì năm 75 là Ngụy đổ. Và quân Ngụy, những người là tôi nói thẳng là họ là Ngụy, họ bây giờ họ muốn chiến tranh lùi xa rồi, họ muốn tăng họ lên, tức là họ bỏ là họ cũng là người yêu nước và họ có tinh thần chiến đấu, họ không thua chỉ Việt Cộng đâu, không thua chỉ quân giải phóng. Nhưng mà họ nói như vậy là thật lý, để tôi nói cái thật lý của họ cho nghe. Thứ nhất, anh có thể nói một trận khi mà quân giải phóng bố trí sai sót bị lộ, có thể quân giải phóng thua, có thể giết chết nhiều, một trận hoặc vài trận. Nhưng mà anh nhìn toàn cục thì anh không là đối thủ của người giải phóng được. Quân Việt Nam Cộng Hòa không thể là đối thủ của người giải phóng, kể cả quân Ngụy hợp pháp, quân quốc gia Bộ Đại là không thể đối thủ của lính Cụ Hồ thời khởi chiến một, nếu không có pháp. Mà quân Ngụy không thể là đối thủ của người giải phóng. Tôi nói mà tôi lạnh lạnh cái đó. Tại sao? Cái thứ nhất, sao hiệp định Geneva? Thì sao hiệp định Geneva thì hai miền tập kết quân Việt Minh ở phía nam, ở phía nam này, ở phía nam rất là đông, họ đã đánh Pháp gần thua rồi, mà sao cái hiệp định Geneva là mình phải tập kết cho ông bác. Nhà tôi rất là nhiều người đấy, quê hương tôi rất là nhiều người đấy, anh Minh còn lại cũng bà con nên đi và tập kết cho ông bác theo Bác Hồ. Và hồi đó là hai năm lấy vị trí 17 làm giới tuyến tạm thời, và hai năm sẽ tổng tiến cử và sẽ thống nhất nước nhà, bèn con đường hòa bình. Và những người ở miền Nam này đi miền Bắc với cái tâm trạng là hai năm nữa về, và những người như mẹ tôi đợi cha tôi là cũng với tâm trạng là hai năm nữa ba tôi sẽ về. Nhưng mà điều đó không xảy ra trong lịch sử. Bởi vì sao? Ngô Đình Diệm từ Mỹ được Mỹ đưa về, và Ngô Đình Diệm sử dụng ngay cái lính Pháp, cái lính của Pháp hồi đó trở thành gọi là lính quốc gia, trở thành là lính của Ngô Đình Diệm. Hồi đầu cũng gọi là lính quốc gia, cũng gọi là lính quốc gia nước Bộ Đại. Đấy. Còn gọi những người là Việt Cộng, là Việt Cộng, là Việt Cộng, Việt Minh hồi trước gọi là Việt Cộng, mà ai hoạt động cách mạng ở đây, ai mà làm cơ sở cũng gọi là Việt Cộng. Ví dụ mẹ tôi làm cơ sở, họ bác họ cũng gọi mẹ tôi là Việt Cộng. Và nhà anh Ninh cũng có những người cha mẹ anh Ninh cũng có thể bị bác và cũng gọi là Việt Cộng. Thế thì tôi nói cái diễn biến từ năm 54 mãi đến năm 60, năm 1954 đến năm 1960 thì Mỹ Ngụy tức là Ngô Đình Diệm dưới sự bảo trợ gọi là can thiệp Mỹ đó, hồi đó gọi là can thiệp chứ chưa nói là xâm lược Mỹ đó, can thiệp Mỹ bảo trợ viện trợ về vũ khí, viện trợ về tiền bạc và nuôi cái chính quyền này. Và chính quyền của Ngô Đình Diệm đó đàn áp những người không chiến cũ. Ví dụ ở Tam Kỳ, tôi thực tiễn ở Tam Kỳ thôi,
Ví dụ ở Tam Kỳ, thì hồi kháng chiến màu ở Tam Kỳ đó có hàng vạn đảng viên, hàng vạn đảng viên vùng Đại Đồng Tự Do, hàng vạn đảng viên, có những xã có hàng ngàn đảng viên. Ví dụ xã Tam Thang, Tam Thanh, tôi hồi trước là Tam Thang, Tam Thanh có cả ngàn đảng viên, có cả hàng trăm người, hàng ngàn người đi bộ đội vệ quốc, rồi đi dân công, và vùng này vùng tự do, vùng này có vùng phong trào kháng chiến, có một đảng bộ rất là lớn ở tỉnh Quảng Nam, từ từ Bà Rán trở vô đến Phú Yên, thì Quảng Nam phía Nam này có một đảng bộ rất là lớn, và từng làng xã đều có nhiều chi bộ, và chi bộ đó lãnh đạo nhân dân, lãnh đạo nhân dân để vừa kháng chiến vừa kiến quốc. Từ xa hiệp định Geneva nó đến tàn hết. Nguyện Tâm Kỳ của chúng tôi á, là khi mà rút đi thì cấp trên có để lại, tức là có bố trí lực lượng để lại để vận động nhân dân ký hiệp định, ký hiệp thương, vận động nhân dân để đấu tranh với đối phương, tức là địch, thực hiện nghiêm chỉnh hiệp định Geneva, cho nên để cán bộ trở lại, nhưng mà và rút vào bí mật, cũng biết âm mưu của nó biết là nó giết, cho nên rút vào hoạt động bí mật, thì để lại Tam Kỳ là 64 người cán bộ thất lý, còn đảng viên nằm tại chỗ không đi tập kết rất nhiều, và những nhân dân là của Việt Minh cả, nhân dân là họ hưởng thụ cái chính sách nhân đạo, rất là nhân đạo của Việt Minh thời kháng chiến, ví dụ bình dân học vụ, ví dụ như là giảm tô, ví dụ như là đưa lại quyền lợi ruộng đất cho người dân, cho nên người lao động họ biết ơn, và họ có mối quan hệ máu thịt với Việt Minh, vì gia đình nào cũng có người đi bộ đội, gia đình nào cũng Việt Minh.